Chào tất cả anh em đã trở lại kênh Phạm Tâm Vlog. Video này mình chia sẻ cho anh em một thủ thuật ấn bình luận trên Facebook, tức là khi anh em đi bình luận dạo ở bất cứ trang fanpage nào hoặc nhóm nào trên Facebook, mọi bình luận của anh em, bạn bè của anh em sẽ không đọc được, không tìm thấy được. Để không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của anh em, hiện tại thì mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android. Bây giờ anh em bắt đầu mở Facebook lên. Anh em chọn chỗ ba gạch. Anh em sẽ chọn cái phần cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp tục anh em chọn cài đặt. Ở đây thì anh em tìm giùm mình đến cái phần tùy chọn quảng cáo. Tiếp tục chọn cài đặt quảng cáo. Ở đây thì anh em tìm đến cái phần tương tác trên mạng xã hội. Rồi, bây giờ anh em sẽ chọn ở cái phần ai có thể nhìn thấy hoạt động tương tác của bạn trên mạng xã hội cùng với quảng cáo. Anh em sẽ chọn cái chỗ là chỉ mình tôi. Khi anh em chọn ở chế độ này thì tất cả những bình luận của anh em sẽ ẩn hết, là bạn bè của anh em sẽ không nhìn thấy được nghe anh em. Rồi, mình dừng lại nội dung chia sẻ cách ẩn bình luận trên Facebook. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.